Mời các em nghe cái phần giới thiệu về trình bày bản. Trong phần lý thuyết thì các em đã được học rồi, tức là trình bày bản, viết bản trên bản vẽ hình, đó là một cái yêu cầu, một kỹ năng rất là cơ bản của một cái giáo viên khi mà dạy. Thế thì như các em biết là về trình bày bản chúng ta có hai cách. Cách thứ nhất là chúng ta chia ba cột, ví dụ là chia ba cột. Cột thứ nhất này chúng ta ghi các tiêu đề, các cái tiêu đề. Cột thứ ba ở bên này chúng ta vẽ hình và ghi công thức. Còn phần còn lại chúng ta có thể chia để trình bày nội dung, cái phần này chúng ta có thể xóa, nhưng mà cái phần tiêu đề thì chúng ta không xóa, chúng ta chỉ là đó, ví dụ như là thầy Minh Hòa là trong cái bài toán hay trong bài học là hàm số liên tục, cái tiêu đề là phải viết chữ Minh Hòa to đó. Còn cái này chúng ta ghi các cái tiêu đề, ví dụ một là khái niệm, một lớn là khái niệm. Trong cái một lớn này có thể có những cái phần, các cái mục nhỏ, cái mục nhỏ chúng ta biết lùi lên, như một nhỏ, hai nhỏ. Tiếp đến chúng ta có định lý, chúng ta có định lý thì chúng ta có định lý thứ nhất, định lý thứ hai. Ở phần nội dung là để viết. Phần này như thầy có nói kèm là phải hình với công thức. Đó là cách trình bày thứ nhất. Cách bài thứ hai là như trong cái thuyết thầy gọi là cái cách trình bày quấn chiếu này. Quấn chiếu có thể chia ba cột, chúng ta trình bày theo từng cột một, hết cái cột này tiếp đến cột này, tiếp đến cột. Ví dụ như này, hết cột bên này chúng ta có khái niệm, có định lý, và chúng ta chuyển qua mục thứ ba, ba lớn ứng dụng, ba lớn chúng ta có cái ứng dụng. Trong ứng dụng này chúng ta có thể có các cái thứ tự và có thể có phần thứ tư. Đấy. Tức là cái này gọi là quấn chiếu hết của này qua của này qua của này. Thế trong cái phần lý thuyết về trình bày bản chữ viết ấy, thì lưu ý các em là chữ viết phải đều, cái kích cỡ chúng ta sẽ chọn nó đều, đều giữa các hàng, đều giữa các chữ, và đặc biệt là cái tốc độ nó phải phù hợp, không nhanh quá, không chậm quá, tức là để phù hợp với cái lời nói trình bày. Thì đó là cái trình bày bản lý. Thì các em về nhà, ở nhà các em có bản phải luyện tập. Đọc. Trong cái quá trình học trực tuyến như này là trên nhà tập đấy, kết hợp diễn đạt.